con dân Chúa Giêsu xin trân trọng kính chào toàn thể con cái Chúa cũng như tôi cái Chúa đã đến hội thánh Báp Tít Công Bình cùng nhau thờ phượng học hỏi lời Chúa buổi sáng hôm nay. Chúng ta cảm tạ Chúa thật nhiều vì Chúa đã cho chúng ta được sự bình an như che chở điều khiển chúng ta trong mọi bước đường chúng ta theo Chúa, luôn luôn được Chúa gìn giữ ban ơn ban phước cho. Nếu như con cái Chúa trong tuần vừa qua có những điều gì, có những phước hạnh nào, có những vinh dự nào, hoặc là có được sự trợ giúp kịp thời từ Chúa, thì chúng ta cũng hãy cảm tạ Chúa rất nhiều, thì chắc chắn Chúa cũng sẽ lắng nghe và cũng tiếp tục ban ơn ban phước cho chúng ta bội phần hơn. Và giả nếu như chúng ta có điều gì đó còn lo lắng, còn trăn trở, có những đổ vỡ, ngăn cách hay là trở ngại để chúng ta đến với Chúa, như là về sức khỏe, như là về công ăn việc làm, chúng ta chưa thỏa lòng lắm, thì chúng ta hãy trình dâng lên Chúa. Chúa chắc chắn sẽ lắng nghe những điều, những tâm tư, những nguyện vọng chúng ta, và Ngài sẽ có kế hoạch chương trình tốt nhất cho mỗi con cái của Ngài. Tôi xin được đọc lời Chúa trong Thi Thiên thứ 37 câu 1 đến câu 16. Chớ phiền lòng vì cớ kẻ làm dữ, cũng đừng ghen tị kẻ tập tành vì gian ác, vì chẳng bao lâu chúng nó sẽ bị phạt như cỏ và phải héo như cỏ tươi xanh. Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va và làm điều lành, cả ở trong xứ và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài. Cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước. Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va và nhờ cậy nơi Ngài thì Ngài sẽ làm thành việc ấy. Ngài sẽ khiến cho mình ngươi lộ ra như ánh sáng và tỏ ra lý đón ngươi như chánh ngọ. Hãy yên tĩnh trước mặt Đức Giê-hô-va và chờ đợi Ngài. Chớ phiền lòng vì cớ kẻ được may mắn trong con đường mình, hoặc vì cớ người làm thành những mưu ác. Ở trong Thi Thiên đoạn 103 câu 1 câu 2 có chép rằng: Hỡi linh hồn ta, khán ngợi khen Đức Giê-hô-va, mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thắng của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Trong thời giờ này, xin mời hội thánh đồng đứng để ngợi khen chúc tụng danh Chúa.
đều thuộc về Ngài. Đức Giê-hô-va ôi, nước thuộc về Ngài, Ngài được tôn cao làm Chúa để muôn vật. Thì giờ này chúng ta hãy cùng khen phong nhìn về Chúa là đấng đáng để ngợi khen và thờ phượng. Trân trọng kính chào toàn thể hội thánh. Chúng ta cảm ơn Chúa. Chúng ta có được thời giờ để lắng nghe và suy ngẫm. Đây là cái ơn phước rất là đặc biệt đối với những tín đồ
Cơ Đốc giáo hay là những con cái của Chúa. Bởi vì khi chúng ta ngồi trong đền thờ, không phải là giờ chúng ta ngồi để chúng ta bàn tính những cái chuyện làm ăn buôn bán, cũng không phải là để chúng ta ngồi lại mà chúng ta giao thông với nhau rồi chúng ta kể chuyện gia đình, kể chuyện người này người kia cho nhau nghe đâu. Nhưng trái lại, chúng ta thấy rằng ơn phước của các hội thánh từ xưa đến nay đó là chúng ta thấy lời của Chúa là lời mà không hề thay đổi một chút nào hết. Cho nên khi câu Kinh Thánh mà chúng ta đã đọc trong Ê-sai đoạn 40 câu thứ 1 thì đã nói rất là rõ rằng hãy yên ủi dân ta. Đó là điều mà chúng ta biết rằng lời của Đức Chúa Trời còn lại đến đời đời. Vì cớ không có một lời nào ở trong thế gian này đủ sức để yên ủi tấm lòng của con người. Cũng không có một lời nào ở trong thế gian này mà khi chúng ta buồn, khi chúng ta khổ, khi chúng ta khó khăn mà lại có thể làm cho chúng ta thấy bình yên và vui sống lên trở lại. Vì vậy, buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng với nhau để hiểu những cái yếu tố về thần quyền hay là những cái việc mà rất là lạ lùng mà Kinh Thánh đã để lại cho nhân loại, trong đó có chúng ta. Vì lời của Đức Chúa Trời đem lại những cái sự yên ủi, mà những sự yên ủi này không phải chỉ cho một dân, một nước, nhưng mà cho tất cả mọi người ở trên thế gian này. Và những ai lắng nghe lời của Chúa và suy gẫm áp dụng thì chúng ta sẽ được phước trong sự mình vâng lời. Buổi sáng hôm nay thì chúng ta sẽ trở lại với đoạn Kinh Thánh Ê-sai đoạn 40 câu số 1 đến câu số 11 để chúng ta sẽ thấy rằng lời của Đức Chúa Trời còn lại đời đời như thế nào. Bởi vì đối với người thế gian thì cái chữ đời đời là cái chữ kinh khủng lắm. Một cái kế hoạch của một cái kinh tế thì người ta có thể hoạch định 5 năm, 10 năm hoặc là 20 năm. Nhiều những cái kế hoạch khác của xã hội thì người ta có thể hoạch định được 100 năm. Ví dụ như người ta nói rằng 100 năm trồng người thì người ta có thể quy hoạch 100 năm để nói về vấn đề văn hóa, giáo dục. Nhưng mà không ai nói đến cái chữ đời đời được hết. Chỉ có Kinh Thánh mới tuyên bố được điều này. Và chúng ta là người mà trải qua 21 thế kỷ thì chúng ta thấy cái lời Kinh Thánh đã được viết không phải là 21 thế kỷ mà trước 21 thế kỷ nữa, mà ngày hôm nay chúng ta đang đọc, chúng ta đang áp dụng. Và những điều này là những điều đem lại cái nguồn an ủi, sự tha tội cho chính đời sống của chúng ta. Vì vậy cho nên cái chuyện đời đời mà Chúa muốn nói với hội thánh của Chúa đó là chúng ta thấy rằng trên nền tảng của Kinh Thánh chúng ta có thể áp dụng được tất cả mọi việc, chứ không phải chỉ có việc áp dụng trong nhà thờ hay là theo ý nghĩa của những người học thần học đó, thì nói rằng việc này chỉ dành cho những nhà thần học hay là chỉ có những người có cái trí cao siêu để mà học cỡ tiến sĩ hay là học những cái văn bằng cao thì mới biết được cái điều này. Hoàn toàn chúng ta thấy rằng không bao giờ có như vậy cả, mà trái lại Đức Chúa Trời Ngài muốn nói đến lời của Chúa Trời đem đến cho mỗi đời sống của chúng ta những cái áp dụng mà trong đó chúng ta có thể thấy gần gũi nhất đối với đời sống của hết thảy chúng ta. Nó có liên quan đến một vấn đề căn bản nhất, đó là vấn đề tội lỗi. Những vấn đề mà con người ngày hôm nay khó tránh khỏi trong cái cuộc sống đời thường của mình. Và khi chúng ta có tội thì sao? Chúng ta thấy rằng một người mà mang tội bao giờ cũng mặc cảm cả. Một người có tội là bao giờ cũng cảm thấy xấu hổ, hoặc là trong lương tâm của mình có những cái điều mà mình không bao giờ cảm thấy được bình an. Tôi còn thấy những cái điều này trong những cái sinh hoạt của đời thường của những em nhỏ đó. Khi mà cha mẹ mà kêu
con của mình làm cái điều này, làm điều kia mà nó lại không có vâng lời, nó làm sai là tự nhiên nó xấu hổ. Nó thấy rằng những cái điều đó là những cái điều mà cảm thấy rằng như là một cái tội vậy. Cái câu chuyện mà tôi được nghe, được đọc đó là có hai chị em nhà nọ thì là con cái của Chúa, đi nhà thờ thì nghe lời Kinh Thánh giảng dạy, thì hai em cỡ tuổi thiếu niên rồi, thành ra hai em này cảm thấy tự tin lắm. Cô chị về nhà nói với cô em, với lại đứa em trai của mình rằng em ngày hôm nay có đi nhà thờ phải không, có nghe ông sư giảng rằng ông Adam và bà Eva phạm tội ăn trái cấm phải không, có dặn đàng hoàng rồi mà hai ông bà lại phạm. Nếu như mà mình á, mình không bao giờ phạm đâu, mình không bao giờ làm cái chuyện mà giống như là Adam và Eva như vậy mà lại phạm tội ăn trái cấm, trong khi có biết bao nhiêu những trái cây khác trong vườn để mà ăn, rồi đã được dặn rằng nếu mà ăn là chết thì làm gì mà mình phạm được. Hai chị em nói cái rất là tự tin như vậy. Thì cha mẹ của hai em ở phòng kế bên mới nghe cái câu chuyện của hai em, rồi thì không nói gì hết. Nhưng mà qua ngày hôm sau thì hai ông bà nói rằng hai con ở nhà chơi nghe, bữa nay ba mẹ phải đi xa, tới chiều tối mới về lần. Các con được ăn hết, ở trong nhà có tủ lạnh, có tất cả mọi thứ mà ba mẹ để cho các con ăn đó, tất cả đều có hết. Nhưng mà riêng có một cái món đồ mà ba để trên bàn đó, là cái lòng bàn mà đậy kín đó, thì các con không có được mở ra hay không, phải giữ yên như vậy cho ba mẹ cho khi chiều về. Thì sau đó hai ông bà đi rồi thì hai em cũng rất là vui vẻ vâng lời cha mẹ, lục tủ lạnh ăn, rồi ra vườn chơi hái trái cây, nói chung là làm mọi chuyện hết suốt cả buổi. Nhưng mà trong cái trí của hai em, cái sự tò mò về cái suy nghĩ là tại sao mà cái lòng bàn là cái gì ở trong đó, mà tại sao mà không cho mình mở, mà cứ dặn, căn dặn rằng nhất quyết là không được mở. Thì hai chị em nói rằng mấy bạn với nhau lắc trưa đó, sau khi ăn uống thỏa thích hết mọi thứ hết rồi, và chỉ còn 2 tiếng đồng hồ nữa là cha mẹ sẽ về. Nhưng mà cô chị nói với đứa em trai là thôi, mình mọi thứ được hết rồi, bây giờ có cái chuyện gì ở trong cái lòng bàn mà cha mẹ không có cho, mình cứ hé hé ra. Em canh cửa nha, chị hé hé ra coi ở trong cái lòng bàn có cái gì rồi mình đậy lại, chắc cha mẹ không bao giờ biết cái chuyện đó đâu. Hai chị em tò mò và bàn với nhau, sau đó như là dứt khoát là thực hiện. Thế là cậu em đứng ở cửa canh, còn cô em thì cô chị thì mở cái lòng bàn lên để hé hé ra coi cái gì đó. Thì mới vừa mở cái lòng bàn lên, cái hé cái nguyên con chim trong đó nó bay dục ra một tiều. Ở trong ông hai cha mẹ để trong cái lòng bàn là con chim mà nó vừa hé ra là nó bay mất rồi. Thế là hai chị em lúc bây giờ đậy lại rồi ngồi tiêu nghỉu đó, không còn cái vui vẻ hứng khởi của cái ngày mà vâng lời cha mẹ từ sáng đến chiều nữa. Hai ông bà về hỏi sao, hai con có vui không, nhìn cái mặt hai đứa con rồi hai ông bà biết rồi, khỏi cần mà hỏi là cái chuyện gì xảy ra. Cái chuyện đó là cái điều mà nhắc nhở cho tôi và cho nhiều người rất là nhiều. Con người cũng giống như là Adam và Eva thời xưa thôi, không có khác gì hơn cả đâu. Cũng bản tính tò mò, cũng có những cái lỗi lầm, cũng có những cái điều mà dầu có cho mình rất là muốn vâng lời, nhưng mà cái bản chất yếu đuối của con người vẫn sai phạm. Và trong cái sự sai phạm, khi mà đã phạm lỗi, phạm tội rồi thì chúng ta sẽ thấy rằng con người của chúng ta xấu hổ và không bao giờ có thể nói rằng vui vẻ bình thường như tất cả mọi người xung quanh mình. Cho nên lời của Chúa, chúng ta thấy rằng từ xưa đến giờ có gì thay đổi không? Không bao giờ thay đổi hết. Lời Chúa nói về bản chất con người là tội lỗi thì nó vẫn là tội lỗi cho đến ngày hôm nay. Chưa có một người nào mà có thể làm cho con người được thay đổi cái bản chất tội lỗi của mình hết. Vì vậy cho nên chúng ta chỉ có đến với lời của Chúa để được học hỏi, để được nhắc nhở, để được yên ủi, để rồi chúng ta đừng phạm tội và chúng ta có thể có cái niềm vui, đó là lời của Chúa là lời hằng sống để giữ gìn cho chúng ta mỗi khi chúng ta không có cố ý phạm tội. Đây là một cái điều mà khó xử lắm, không phải là chuyện dễ. Nhưng nếu như chúng ta có lời của Chúa, chúng ta mới có
cái giống như là cái phản xạ, giống như là cái bản năng thì nó thắng được tội lỗi, thắng hơn những cái mà mình có thể vấp ngã mà mình không có ngờ trước. Hồi sáng này thì tôi cũng cảm ơn Chúa là có một cái điều mà đến với tôi thấy rằng cũng là cái sự yên ủi, cũng là cái phước hạnh của Chúa dành cho mình nữa. Tức là ra ngoài đầu hẻm thì theo thói thường thì ra ngoài đầu hẻm ở nhà rồi thì cứ quẹo để đi, nhưng mà vừa ra thì tôi vừa ngó ở phía bên trên, thì tôi ngó ở phía trước là thấy nguyên cái bãi xi măng của trong hẻm mới vừa tráng đó. Liền lập tức ngay lúc đó là tôi thắng cái kịch ra là nó vừa sát cái mí của cái mé xi măng. Thế là mấy người ở trong hẻm cũng vui, cũng cười nữa, thắng hay quá. Và lúc bây giờ tôi kịp thời, và sau đó thì tôi quay cái đường khác để không cán trên cái bãi xi măng ở ngay trước. Mặc dù lúc bây giờ nếu mà theo thói thường thì cứ đi ra là đâu có để ý đến cái chuyện đó, cứ ra và phóng đi thôi. Nhưng mà trong cái sự thương xót của Chúa, làm như khi mà Đức Chúa Trời Ngài ban cho mình có những cái sự suy nghĩ, cái sự học hỏi, và mình có làm việc trong cái tinh thần mà cẩn thận đó, thì những cái việc nhỏ nhặt hay là có những cái việc gì đó mà nó không có đúng hoặc là nó sai rồi thì mình kịp thời mình sửa chữa được. Mỗi khi mà tôi viết một cái bài như thế này đó là tôi ngồi tôi đọc lại không biết là bao nhiêu lần, và đọc từng chữ một nữa để suy nghĩ rằng mình có viết một cái chữ nào mà nó sai hay là nó có cái ảnh hưởng gì đến người khác hay không. Lời của Chúa Trời bây giờ tôi mới hiểu được là tại sao mà những người viết Kinh Thánh ngày xưa mà người ta ngồi chấm từng mực, mà người ta chấm từng nét từng chữ. Cái quyển Kinh Thánh mà chúng ta đọc ngày hôm nay đó là được viết từng nét từng chữ, và có khi một ngày người ta chỉ viết có chừng dài ba chữ thôi. Chữ Hebrew không có dài dòng như chúng ta đây, chỉ là những từ ngữ mà rất là chính xác, mà phải nói rằng được viết không có phải là ngồi muốn viết gì viết nhiều hay là viết cho nó xong chuyện đâu, mà người ta được Thánh Linh của Chúa ngồi lại để mà suy nghĩ rất là nhiều điều ở trong cái tinh thần để mà viết những cái lời Kinh Thánh ở trên các cuộn da giấy, chứ không phải là những cái cuộn giấy bình thường mà có thể bị hủy hoại đâu. Đấy là những cái điều mà khi mà tôi được học hỏi, tôi cảm tạ ơn Chúa vô cùng. Vì ngay cả cái quy trình viết Kinh Thánh này thì tôi đã đến tại công trang nơi biển chết, nơi mà người ta lưu giữ những cái cuộn da bị về biển chết này, và tôi đã đọc được cả cái lịch sử về viết Kinh Thánh ngay ở tại cái bảo tàng viện của Cam Ranh ở tại biển chết, tại nơi mà người ta lưu giữ cái quyển Kinh Thánh này nữa. Tất cả những cái điều mà khi mà mình có được kinh nghiệm, có được nhìn thấy, mình mới biết rằng lời của Đức Chúa Trời rất là quan trọng. Nhưng mà con cái của Chúa nhiều khi chúng ta lại thiếu cái tinh thần kính kiền hoặc là không hiểu được những cái giá trị thật đó, cho nên chúng ta thờ ơ thôi. Nhưng khi chúng ta học lời Kinh Thánh và hiểu được lời của Chúa ban cho chúng ta những cái cơ hội, những cái dịp tiện để chúng ta được học với nhau ở trong lời của Chúa như thế này, thì chúng ta mới thấy rằng cái giá trị thật của Chúa là cái giá trị không bao giờ thay đổi hết đâu. Và khi chúng ta biết được cái giá trị thật từ nơi lời Kinh Thánh thì chúng ta mới biết được rằng Đức Chúa Trời Ngài dùng Kinh Thánh này để làm gì? Không phải là một cái quyển sách để lại cho con người thờ, không phải là một cái quyển sách để mà con người giữ nó ở trong cái nơi mà gọi là thờ kính thờ phượng, để rồi giống như là một cái cách thể hiện về niềm tin, hay là giống như để cho người khác thấy rằng biết rằng mình có Kinh Thánh, mỗi khi đi đâu thì mình ôm Kinh Thánh vào lòng cho mọi người thấy, hay là làm việc gì thì cũng cầm Kinh Thánh lên, hay là đọc Kinh Thánh thì đọc thuộc lòng cách rất là lý tưởng, là thuộc bao nhiêu câu gốc bao nhiêu Kinh Thánh. Tôi ngày xưa tôi cũng rất là tự hào là thích đọc Kinh Thánh và thích dành những cái giải gọi là đố Kinh Thánh lắm. Năm trước năm 1975 thì năm 1974 thì Thánh Kinh Báo là cái quyển đố Kinh Thánh của Tin Lành Việt Nam ngày xưa rất là phổ biến cho cả nước, thì tôi đã dành cái giải nhất của cái việc đố Kinh Thánh, và tôi rất là tự hào về cái việc đó, bởi vì lần tới đâu đọc chỗ nào tìm chỗ nào là tôi hay tìm ra được hết những cái câu Kinh Thánh mà gọi là hóc búa nhất ở trong Kinh Thánh.
Nhưng mà những cái điều đó Chúa cho thấy là nó cũng vô nghĩa thôi. Dầu nhận được cái phần thưởng đó, một cái gì đó, nhưng mà nó cũng qua đi, nó không có tồn tại. Nó giống như hoa cỏ ngoài đồng, nó tất cả những cái điều đó nó không có đem lại cái gì gọi là ích lợi hết. Nhưng mà sau này khi mà càng hiểu về mà áp dụng trong cái đời sống của mình á, thì mới thấy rằng lời của Thánh là lời có giá trị, mà đem lại cho rất là nhiều người trên thế gian này những cái sự khôn ngoan, những cái sự hiểu biết. Và những người càng khôn ngoan, càng hiểu biết thì họ lại càng đào xới Kinh Thánh để áp dụng vào nhiều lĩnh vực ở trong cuộc sống. Có những nhà khoa học thì họ đào xới Kinh Thánh để mà họ tìm những cái chỗ mà Kinh Thánh nói về những cái điều trong khoa học. Có những người thì họ áp dụng, họ muốn cai trị, họ muốn quản lý, thì họ đọc những cái đoạn Kinh Thánh trong cái sách lịch sử của dân Israel. Họ khám phá ra rất là nhiều cách để mà quản trị, quản lý ở trong cái cuộc sống của con người. Rồi trong cái những người mà ham thích thơ văn thì họ đọc Thi Thiên, họ thấy những câu Kinh Thánh mà khiến cho họ có thể trở thành những nhà thơ, những người mà áp dụng được những cái tư tưởng rất là tốt lành ở trong cái cuộc sống. Và nhiều điều nữa, nếu mà đem ra kể hết thì không bao giờ chúng ta thể thấy được hoàn toàn đầy đủ. Nhưng riêng chúng ta là những con cái của Chúa, thì ở tại đây lời của Chúa Trời chỉ muốn chúng ta một cái điều, đó là khi chúng ta được cái lời hạt sống của Chúa Trời thì chúng ta hãy áp dụng nó cho chính gia đình của mình. Những gia đình mà áp dụng lời Kinh Thánh đó, chúng ta sẽ thấy rằng trong cái cách đối xử với nhau ở trong gia đình, nó sẽ có một cái sự thuận hòa, có sự nhịn nhục, có sự tha thứ, có tình yêu thương thật của Chúa. Trong một hội thánh mà tất cả những anh chị em đối xử với nhau bằng cái sự yêu thương, chúng ta thấy rằng hội thánh là một cái nơi rất là lý tưởng. Sau một tuần lễ chúng ta làm việc ở ngoài đời, rồi chúng ta được đến với lời của Chúa để được nhắc nhở. Mỗi ngày nếu chúng ta có những điều buồn phiền, chúng ta có những sự lo lắng, chúng ta mở Kinh Thánh ra, chúng ta đọc và chúng ta xin Chúa cất đi những cái điều lo lắng, những điều buồn phiền đó qua những lời Kinh Thánh nữa. Chúng ta cầu nguyện, nhưng mà chúng ta phải đọc chính những lời của Chúa, để lời của Chúa thấm sâu vào lòng của mình, để lời của Chúa dạy dỗ cho mình. Thì lúc đó chúng ta mới hiểu được cái giá trị linh nghiệm. Lời của Chúa như là bánh, như là nước hạt sống. Chính Chúa Giêsu Ngài đã xác nhận cho chúng ta biết về lời của Chúa Trời là những lời mà rất là hữu hiệu cho chúng ta. Còn Thi Thiên thứ 1 thì nói rằng như chúng ta được lời của Chúa thì như là người ở bên cái mé nước hạt sống vậy, như là cây mà sanh ra bông trái tốt. Và lời của Chúa nói rằng người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sanh bông trái theo thời tiết, lá nó chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thành vượng. Câu Kinh Thánh mà Chúa muốn nói với chúng ta, chẳng những chúng ta suy gẫm, chúng ta được phước, nhưng mà cái điều quan trọng hơn đó là mọi sự người làm đều sẽ thành vượng. Nếu như chúng ta đang ao ước những cái điều trong cuộc sống của mình vượt qua những khó khăn mà chúng ta không đọc lời của Chúa, nếu chúng ta đang muốn Chúa ban cho mình những cái giá trị thật để chúng ta thể áp dụng trong cái tâm linh của mình mà chúng ta xem thường lời của Chúa, chúng ta công việc chúng ta không có thành vượng đâu. Chúng ta sẽ gặp nhiều trắc trở lắm, chúng ta sẽ gặp nhiều những cái sự khó khăn lắm. Nhưng khi chúng ta đọc lời của Chúa, chúng ta xin lời của Chúa mỗi ngày dạy chúng ta dầu chỉ một câu thôi. Chúng ta không, nếu chúng ta nói rằng có nhiều người nói rằng tôi không có thời giờ để đọc Kinh Thánh, quá bận rộn, nhưng mà chúng ta chỉ cần đọc một câu thôi. Có những gia đình tôi thấy rằng ở trên nhà, ở trên bảng đó, hàng ngày viết một câu Kinh Thánh, không cần phải mở Kinh Thánh ra đọc, nhưng mà người đó đã viết lại cái câu Kinh Thánh đó trên cái bảng hoặc là trên cái sổ tay của mình đó, một câu trong ngày hôm đó, rồi qua ngày hôm sau viết câu khác, mở Kinh Thánh ra để Chúa chỉ dạy cho mình. Rồi có những người thì có những cái quyển sách, cái tờ giấy nhỏ như thế này bỏ trong túi, viết cái câu Kinh Thánh bỏ túi, không cần phải học thuộc lòng cũng được, nhưng mà đọc và suy ngẫm. Nhưng mà nếu học thuộc
thuộc lòng luôn, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái điều đó nó sẽ để lại ở trong tâm, trong trí của mình những cái sự dạy dỗ rất là quý báu. Và khi cần áp dụng thì không phải chúng ta áp dụng đâu, không phải chúng ta sẽ cố nhớ rằng giống như chúng ta học tiếng Anh để rồi chúng ta sẽ tìm từ ngữ để mà chúng ta nói đâu. Nhưng mà lời của Chúa sẽ nói lại những cái điều mà chúng ta đã để ở trong trí, ở trong lòng của mình. Lời của Chúa sẽ nhắc lại chính những điều mà chúng ta đã đọc, đã học, thì ở trong lòng, ở trong trí của chúng ta, những cái khi có cần, Chúa sẽ chỉ cho chúng ta, Chúa sẽ nhắc lại và Chúa sẽ yên ủi cho chúng ta. Chúa sẽ giúp cho chúng ta trở thành một cái người thành vượng, có được cái đức tin mạnh mẽ và có những cái nguyên tắc sống mà chúng ta không có những cái sự lo lắng, không có những cái điều gì phải buồn phiền ở trong cái đời sống của mình cả. Nguyện xin Chúa cho chúng ta hiểu được rằng giá trị của lời của Chúa là lời còn lại đến đời đời, chứ không phải là chỉ có ngày hôm nay không mà thôi. Bây giờ xin chúng ta đồng đứng lên và chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện.